Chào mừng quý vị và các bạn đến với bài tĩnh nguyện phiên bản ghi âm được thực hiện bởi Mục vụ Lời sống hàng ngày. Bài suy gẫm hôm nay của chúng ta có tựa đề Tươi mới mỗi sáng, dựa trên phân đoạn Kinh Thánh nền tảng được chép trong Ca Thương đoạn 3 từ câu 19 đến câu 26. Xin Chúa nhớ đến nỗi phiền ưu và cảnh đời lưu lạc của con, chỉ có ngải cứu và mật đắng. Con vẫn luôn nhớ đến điều đó, linh hồn con mòn mỏi trong con, nhưng khi nhớ lại điều đó thì con có niềm hy vọng. Nhờ lòng nhân từ của Đức Giê-hô-va mà chúng ta không bị tiêu diệt. Lòng thương xót của Ngài không bao giờ dứt. Mỗi buổi sáng, lòng thương xót của Chúa tươi mới luôn. Sự thành tín Ngài lớn biết bao. Tôi tự nhủ, Đức Giê-hô-va là sản nghiệp tôi, nên tôi hy vọng nơi Ngài. Đức Giê-hô-va nhân từ với những ai trông đợi Ngài, với linh hồn nào tìm kiếm Ngài. Thật tốt cho người yên lặng trông chờ ơn cứu rỗi của Đức Giê-hô-va. Và câu Kinh Thánh hôm nay chúng ta cần ghi nhớ được chép trong Ca Thương đoạn 3, câu 22-23. Lòng thương xót của Ngài không bao giờ dứt. Mỗi buổi sáng, lòng thương xót của Chúa tươi mới luôn. Paul, em trai tôi lớn lên với căn bệnh động kinh nặng và tình trạng càng tồi tệ hơn khi em tôi bước vào tuổi thiếu niên. Ban đêm trở nên hết sức khổ sở cho em tôi và bố mẹ tôi, khi em thường trải qua những cơn co giật liên tục trong hơn 6 tiếng. Các bác sĩ không thể tìm ra liệu pháp nào giúp giảm bớt triệu chứng mà vẫn giữ em tỉnh táo trong ít nhất một khoảng thời gian trong ngày. Bố mẹ tôi đã cầu nguyện khẩn thiết: "Ôi Chúa ơi, xin giúp chúng con." Mặc dù cảm xúc đã chai sạn và cơ thể thì kiệt sức, nhưng Paul và bố mẹ tôi đã nhận đủ sức lực từ Chúa cho từng ngày mới. Bố mẹ tôi còn tìm thấy sự yên ủi qua những lời trong Kinh Thánh, kể cả trong sách Ca Thương. Tại đây, Jeremy đã cất lên lời thương tiếc khi quân Babylon hủy diệt Jerusalem. Ông nhớ lại ngải cứu và mật đắng, nhưng Jeremy không mất đi hy vọng. Ông nhớ lại lòng thương xót của Chúa rằng mỗi buổi sáng, lòng thương xót của Chúa tươi mới luôn. Và bố mẹ tôi cũng vậy. Cho dù chúng ta đang đối diện với điều gì, hãy biết rằng Đức Chúa Trời vẫn luôn thành tín mỗi buổi sáng. Ngài làm mới sức lực của chúng ta mỗi ngày và ban cho chúng ta hy vọng. Và đôi khi, như với gia đình tôi, Ngài đem lại sự cứu giúp. Sau vài năm, một liệu pháp mới ra đời đã giúp Paul ngừng những cơn co giật liên tục vào ban đêm, cho gia đình tôi giấc ngủ để được phục hồi và niềm hy vọng cho tương lai. Khi linh hồn mòn mỏi bên trong chúng ta, ước ao chúng ta nhớ lại lời hứa của Chúa rằng lòng thương xót của Ngài tươi mới luôn vào mỗi sáng mai. Chúa đã giúp bạn vững vàng trong những thử thách bạn đối diện như thế nào? Bạn có thể hỗ trợ ai đó đang trải qua thời gian đầy thách thức ra sao? Chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Lạy Chúa, tình yêu của Ngài không bao giờ lìa bỏ con. Khi con thấy kiệt sức và không còn hy vọng, xin nhắc con về lòng thương xót và nhân từ của Ngài. Amen. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe phiên bản ghi âm bài tĩnh nguyện hôm nay. Chương trình được thực hiện bởi Mục vụ Lời sống hàng ngày.